Đi ăn hàu với tôi à. Ăn hàu thôi. Hàu phô mai. Thèm chứ. Mấy tháng rồi chưa ăn? Thì mẹ nói là con trai không ăn hàu nhiều nha. Tại sao con trai không được ăn hàu nhiều? Tại sao? Xíu ăn là sữa nướng đá nữa. Tào lông. Một cắn vô luôn hay là... Hàu sốt Thái. Ê. Nãy giờ mới làm nó đổ vậy. Không có hàu sốt sô-cô-la. Hàu sốt matcha. Bây giờ tôi sẽ đi ăn hạt sữa nướng đé. Nếp bánh chân nướng. Mấy em một lạp xưởng. Này là chè chanh. Lạp xưởng nướng đá với lại bánh tráng nướng. Mua về quay chứ quay ngoài ngại. Từ lúc lên thành phố tôi thích uống trà chanh, tuần nào cũng uống. Nhìn bánh tráng nướng. Nhìn giống cái bánh xèo quá trời. Đó, mấy cái bánh tráng nướng nào mà nhiều nhân vậy? Không có hành thì mới ăn. Ngon quá. Cắn xong rồi nó sốt nó tứa vào miệng. Thôi mà một buổi tối ăn nhiều quá. Ăn vậy thì ăn vậy hình gì từ lúc mà lên thành phố từ 42kg lên tới 52kg. Tăng 10kg. Mà ngon quá.